trong hai buổi học trước thì người ta đã giới thiệu tới các bạn các động từ khuyết thiếu, cách dùng của nó cũng như là những cái ghi chú cần biết. Và người ta hy vọng là các bạn vẫn ôn bài thường xuyên và vẫn nắm chắc những kiến thức mà chúng ta đã được học. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lại bước sang một bài mới với một chủ điểm ngữ pháp cũng vô cùng quan trọng và thường xuyên xuất hiện, đặc biệt là trong phần IELTS Writing Task 1. Giả sử bây giờ các bạn được giới thiệu hai công việc cùng một lúc mà chỉ được chọn một thôi thì các bạn sẽ làm gì nhỉ? Chắc chắn rồi chúng ta sẽ phải cân nhắc xem là cái nào tốt hơn và chúng ta sẽ chọn cái nào. Và cái nguyên lý của sự cân nhắc đấy là gì? Đấy là so sánh. Chúng ta so sánh hai công việc đó từng khía cạnh một xem là cái gì tốt hơn cái gì, đúng không nào? Vậy thì các bạn hãy để cho người ta hướng dẫn các bạn các cách so sánh hai công việc đó cũng như là so sánh tất cả những thứ xung quanh mình nữa nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào bài so sánh. Các cách so sánh, đầu tiên chúng ta sẽ nói về các cách so sánh. Cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất là một trong những cái cấu trúc câu được sử dụng rất là phổ biến trong tiếng Anh. Không chỉ trong giao tiếp mà đặc biệt là trong các kỳ thi quốc tế như là kỳ thi IELTS mà chúng ta đang nói đến ở đây. Và việc sử dụng câu so sánh sẽ giúp cho các bạn gây được ấn tượng với người đối diện, với giám khảo về khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình đấy. Để so sánh các vật, các sự vật và người, các sự việc nữa thì chúng ta có thể sử dụng so sánh ngang bằng, so sánh hơn, so sánh nhất. Và ngoài ra còn có một số cấu trúc so sánh khác nữa cơ. Chúng ta sẽ nói đến ở trong phần sau của chương trình. Nhưng mà vì thời gian có hạn thì hôm nay thì Nguyệt Ca chỉ tập trung vào 3 loại so sánh phổ biến nhất thôi. Đấy là hơn, nhất và so sánh nhấn mạnh. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về so sánh hơn. Ta sẽ sử dụng so sánh hơn của tính từ. Chỗ này gọi là comparatives. Để so sánh giữa người hoặc vật này với người hoặc vật khác. Tính từ trong câu so sánh hơn sẽ được chia ra làm hai loại. Các bạn có nhớ là hai loại gì không? Đó là tính từ ngắn và tính từ dài. Trong đó thì tính từ ngắn là những từ như thế nào thì gọi là tính từ ngắn? Tất nhiên rồi, chữ ngắn thì chúng ta có thể hình dung là nó ngắn, tức là nó có ít chữ cái, đúng không? Thế nhưng mà định nghĩa một cách chính xác thì tính từ ngắn là những tính từ có một âm tiết, như là tall, high, big. Và những tính từ tuy có hai âm tiết mà chúng ta biết rằng là hai là số nhiều rồi, đúng không nào? Nhưng mà lại gọi là tính từ ngắn bởi vì nó có tận cùng bằng chữ y, chữ y dài, hay là er, hay là w. Và những tính từ dài là những tính từ có hai âm tiết trở lên. Tất nhiên là trừ những cái trường hợp đặc biệt vừa rồi là những tính từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng y, er và w mà chúng ta vừa đề cập đến, đúng không nào? Ví dụ chúng ta có expensive. Cái này thì là hẳn là ba âm tiết thì rất rõ rồi, đúng không? Intelligent cũng là bốn âm tiết, đấy cũng là con số là lớn hơn hai, đúng không nào? Vậy thì công thức so sánh hơn của hai loại tính từ này như thế nào nhỉ? Các bạn hãy cùng theo dõi trên màn hình. Với tính từ ngắn, chúng ta sẽ có chủ ngữ thứ nhất, cộng động từ thứ nhất, cộng tính từ hoặc trạng từ ngắn và có thêm đuôi er. Sau đó đến than, rồi đến chủ ngữ thứ hai và có thể có thêm trợ động từ mà bổ sung ý nghĩa cho chủ ngữ thứ hai. Ví dụ chúng ta có this book is thicker than that one. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể nói là this book is thicker than that one is. Nhưng tuy nhiên thì trợ động từ ở đây không cần thiết. Chúng ta có thể bỏ nó đi. Người ta xin lưu ý một chút về cách thêm đuôi er đằng sau tính từ ngắn nhé. Bình thường các bạn chỉ cần thêm er vào cuối của tính từ thôi. Ví dụ như là tall, taller. Tuy nhiên nếu tính từ tận cùng là chữ y rồi thì các bạn chỉ cần thêm chữ or. Bởi vì các bạn cứ hình dung là nếu chúng ta thêm cả y và or thì chúng ta sẽ không thể đọc được, hoặc phát âm của từ sẽ biến thành một phát âm khác, đúng không nào? Late, later. Nếu tính từ có một âm tiết mà tận cùng là một phụ âm và trước đó là một nguyên âm thì các bạn nhớ nhân đôi phụ âm trước khi thêm đuôi er. Ví dụ chúng ta có từ big. Big được viết là B-I-G.
G. I là nguyên âm và G là phụ âm. Và đừng quên chúng ta phải nhân đôi G rồi mới thêm ER. Còn với những tính từ hai âm tiết mà tận cùng bằng chữ Y, các bạn thử nghĩ xem chúng ta biết từ gì có hai âm tiết mà tận cùng bằng chữ Y. À, vậy các bạn đừng quên chuyển Y thành I trước khi thêm ER. Vậy các bạn đừng quên happy kết thúc bằng chữ Y phải biến thành I rồi mới thêm ER. Happier. Thế còn với trường hợp tính từ dài thì sao? Chủ ngữ thứ nhất, cộng động từ thứ nhất, cộng more, cộng tính từ hoặc trạng từ dài, cộng than, cộng chủ ngữ thứ hai, rồi có thể cộng với trợ động từ. Và lưu ý trợ động từ này chia theo chủ ngữ thứ hai. For example, he is more intelligent than I am. Có một lỗi nhỏ ở đây mà rất nhiều bạn mắc phải, đấy chính là I am chứ không phải là me. À, và trong công thức các bạn cũng lưu ý sau than sẽ là chủ ngữ thứ hai và có thể cộng với trợ động từ chứ không phải là tân ngữ. Tuy nhiên thì đôi khi vì chúng ta mải diễn đạt cái ý, cái thông điệp của chúng ta từ tiếng Việt sang tiếng Anh nên đôi khi chúng ta quên mất cái điều đó và chúng ta dùng là than me chẳng hạn. Đấy, hoặc than him, than her. Thì tất cả những cái me hay him hay her nó đều là tân ngữ và không được dùng các bạn nhé. Thứ hai chúng ta nói về so sánh nhất hay là chúng ta gọi là so sánh hơn nhất. Vậy thì khi nào xuất hiện so sánh nhất? Đó là khi có từ ba đối tượng, người hoặc vật hoặc sự việc trở lên thì chúng ta mới có thể dùng so sánh nhất. Không ai dùng so sánh nhất khi có hai cả. Các bạn nhớ nhé, khi có hai chúng ta sẽ dùng so sánh hơn. Vậy chúng ta sử dụng so sánh nhất hay còn gọi là superlative để so sánh người hoặc vật với tất cả những người hoặc vật khác trong nhóm. Cũng tương tự như so sánh hơn thì các tính từ trong so sánh nhất được chia thành hai loại là tính từ và cả trạng từ nữa nhé. Tính từ và trạng từ ngắn và tính từ và trạng từ dài. Và trước khi nói đến công thức so sánh nhất thì các bạn hãy cùng Nguyệt Ca hãy nghiên cứu ba ví dụ sau đây. Russia is the biggest country. Tamsin is one of the most generous people I know. It's one of the few chances we get to see some of the best athletes in the world competing against each other. Thứ ba ví dụ trên các bạn có thể hình dung được công thức của cấu trúc câu so sánh nhất rồi đúng không nào? Người ta sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn ngay sau đây nhé. Đối với tính từ ngắn như trong ví dụ 1, các bạn sẽ áp dụng công thức sau. Chủ ngữ cộng động từ cộng the cộng tính từ hoặc trạng từ ngắn cộng thêm đuôi est. Sau đó có thể cộng thêm với danh từ tùy từng trường hợp. Đối với tính từ dài giống như ví dụ 2 thì công thức sẽ là chủ ngữ động từ the most cộng tính từ hoặc trạng từ dài và sau đó cũng có thể cộng thêm với danh từ tùy từng trường hợp. Thế còn ví dụ số 3 thì là loại tính từ gì mà không theo hai công thức trên các bạn nhỉ? Đúng rồi, tính từ này là good. Và một số tính từ khác nữa là những tính từ bất quy tắc khi so sánh. Cho nên các bạn sẽ không thể áp dụng quy tắc thêm est hay most, the most mà phải học thuộc lòng các bạn nhé. Chúng ta có những tính từ bất quy tắc như thế nào? Good, better, the best, bad, worse, the worst, far, farther or further, the farthest or the furthest, much or many, more, the most, little, less, the least, old, older or elder, the oldest or the eldest. Và một chi tiết nhỏ nữa là không biết các bạn có phân biệt được older với oldest và the oldest với the eldest hay không? Vậy các bạn hãy ghi nhớ rằng khi chúng ta so sánh với những người trong một gia đình, ví dụ anh cả là người lớn nhất đúng không nào? Thì chúng ta sẽ không nói là the oldest brother mà chúng ta phải nói là the eldest brother. Hoặc tương tự, người chị lớn hơn mình thì mình không nói là older sister mà mình nói là elder sister.
Đó. Vậy đây là một chi tiết nhỏ thôi nhưng có thể là không phải bạn nào cũng biết đâu. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta hãy xem lại công thức một lần nữa trước khi Nguyệt Ca đưa thêm cho các bạn các ví dụ khác để chúng ta hiểu rõ hơn về cách dùng của hai loại so sánh hơn và hơn nhất nhé. Nguyệt Ca sẽ cho ví dụ theo thứ tự tính từ ngắn, tính từ dài và tính từ bất quy tắc nhé. Đầu tiên là so sánh hơn. He is smarter than anybody else in the class. Harry's watch is far more expensive than mine. The conditions they are living in are worse than we thought. Con so sánh hơn nhất thì sao? It is the darkest time in my life. She's the most beautiful girl I have ever seen. Marilyn is the least vain person I know. She's convinced she's ugly. Và cuối cùng chúng ta nói về so sánh nhấn mạnh. Trong so sánh nhiều khi chúng ta muốn nhấn mạnh mức độ hoặc một đặc điểm nào đó của một đối tượng nổi trội hơn, nhưng mà không phải chỉ nổi trội hơn bình thường mà là nổi trội hơn rất nhiều, rất 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 nhiều lần đúng không? Tức là chúng ta nhấn mạnh mức độ của đặc điểm đó. Chúng ta sẽ sử dụng thêm từ có chức năng nhấn mạnh. Và các bạn hãy nhớ giúp Nguyệt Ca rằng hình thức so sánh hơn kém có thể được nhấn mạnh nhờ vào việc đặt các trạng từ phía trước hình thức so sánh hơn hoặc kém. Ví dụ như nhấn mạnh tính chất hơn nhiều, chúng ta thêm much, far, a lot, even, still, greatly ở trước tính từ so sánh. Vậy chúng ta sẽ có công thức là gì? Chủ ngữ 1 cộng động từ số 1 cộng far hoặc much hoặc a lot hoặc even, still hoặc greatly, rồi đến tính từ so sánh, đến than và đến chủ ngữ 2. Sau đó thì có thể có thêm trợ động từ và trợ động từ này được chia theo chủ ngữ 2. Người ta xin được lưu ý với các bạn về thuật ngữ tính từ so sánh trong công thức trên để các bạn không bị nhầm lẫn nhé. Tính từ so sánh sẽ bao gồm tính từ ngắn thêm đuôi er hay more cộng tính từ dài và các tính từ so sánh hơn bất quy tắc nữa nhé. Và bạn nào chưa nhớ thì các bạn hãy xem lại trước khi tiếp tục bài học của chúng ta. Và các bạn cũng đừng quên là tất cả những công thức này không chỉ áp dụng cho tính từ mà còn áp dụng cho cả trạng từ nữa. Còn bây giờ thì Nguyệt Ca sẽ cho các bạn ví dụ để các bạn đối chiếu và hiểu công thức hơn nhé. His watch is much newer than mine. Henry's car is far more convenient than hers. Vừa rồi chúng ta nói về là hơn nhiều đúng không? Bây giờ chỉ là hơn một chút thôi. Và một chút các bạn có nhớ không? Chúng ta có rất nhiều cách diễn đạt như là a bit, a little hay slightly đúng không nào? Vậy thì chúng ta thêm các từ đó a bit, a little or slightly trước tính từ so sánh các bạn nhé. Chủ ngữ 1 cộng động từ. Và công thức của chúng ta sẽ có là chủ ngữ 1 cộng động từ thứ nhất cộng a bit hoặc a little hoặc slightly, rồi cộng tính từ so sánh, cộng than, rồi đến chủ ngữ 2. Và cũng có thể chúng ta sẽ có trợ động từ đi chia theo chủ ngữ thứ hai nữa. Ví dụ như this bag is slightly heavier than the other one. That house is a bit more expensive than we expected. Như vậy là Nguyệt Ca đã giới thiệu xong tới các bạn phần lý thuyết về so sánh hơn, so sánh nhất và so sánh nhấn mạnh rồi. Các bạn hãy cùng Nguyệt Ca thực hành làm bài tập để xem là mình đã nắm được bao nhiêu phần trăm kiến thức chúng ta vừa nghe nhé. Các bạn đã làm xong bài của mình chưa? Hy vọng là các bạn sẽ trả lời đúng hết. Và bây giờ các bạn hãy đối chiếu với đáp án của Nguyệt Ca ở trên màn hình để xem mình làm đúng bao nhiêu câu nhé. 1. C 2. B 3. C 4. D 5. B 6. D 1. She's the worst singer I've ever met. Vậy đáp án ở đây chính là C. Bởi vì song so sánh hơn nhất thì chúng ta cần phải có cả the và tính từ ở dạng so sánh hơn nhất. Và dạng so sánh hơn nhất của bad chính là worst. 2. He is far better than his brother at golf.
Vậy thì chúng ta vừa mới học về so sánh nhấn mạnh đúng không nào? Và chúng ta sẽ dùng for đứng trước tính từ so sánh hơn. For better than. Tốt hơn rất nhiều. 3. She is most hardworking student in my class. Vậy thì chúng ta muốn sử dụng so sánh hơn nhất thì chúng ta phải dùng the cộng most cộng với tính từ dài. The most hardworking student. 4. The English test was easier than I thought it would be. Vậy nhìn thấy than thì chúng ta sẽ phải đi tìm so sánh hơn, đúng không nào? Và dạng so sánh hơn của easy chính là easier. Bởi vì nó kết thúc bằng chữ y. 5. The situation is likely to become much worse than we expected it would be. Và chúng ta cũng dùng much trước tính từ so sánh hơn để nhấn mạnh. 6. My house is cheaper than hers. Và ở đây chúng ta cũng sẽ sử dụng dạng so sánh hơn một cách đơn giản. Đó chính là cheap cộng đuôi er dưới thêm than. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài học về các cách so sánh rồi. Và Nguyệt Ca hy vọng rằng từ bây giờ thì các bạn có thể tự tin so sánh các sự vật, sự việc và người nhé. Và các bạn nhớ đọc lại kỹ lý thuyết và làm thêm nhiều bài tập thực hành nữa để cho thuần thục. Cũng đừng quên rằng dạng câu so sánh, đặc biệt trong kỹ năng viết, là một cái dạng câu mà sử dụng nhiều nhất, bởi vì chúng ta cần phải so sánh các số liệu với nhau, biểu đồ này với biểu đồ kia, vân vân. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt với nhau và chúng ta vẫn còn gặp lại nhau trong những bài học sau nữa. Hy vọng rằng mỗi một lần gặp nhau lại đem lại cho nhau những cảm xúc cũng như là những kiến thức mới mẻ và lại tươi mới như lần đầu gặp mặt, đúng không nào? Ok, goodbye and see ya.